lại ở trong đó hoặc nghĩa hoặc văn hoặc một người hoặc chúng hội như âm thanh lời lẽ như trí huệ như sự thấu đạt như sự thị hiện như sự điều phục như cảnh giới như sự nương tựa như sự xuất đạo đối với tất cả những sự việc đó đều nhớ rõ giữ gìn không quên không mất không dứt hẳn không thối chuyển không mê không hoặc vì họ diễn nói khiến cho họ được ngộ hiểu chọn không quên mất một chữ một câu như phương đông phương nam tây bắc bốn hướng trên dưới cũng lại như thế đó là trí thần thông thiên nhĩ thanh tịnh vô ngại thứ năm của đại bồ tát Phật tử, Đại Bồ Tát trụ thần thông không thể tánh, thần thông không tạo tác, thần thông bình đẳng, thần thông rộng lớn, thần thông vô lượng, thần thông không nương tựa, thần thông tùy niệm, thần thông khởi, thần thông chẳng khởi, thần thông chẳng thối chuyển, thần thông chẳng dứt, thần thông chẳng hoại, thần thông tăng trưởng, thần thông tùy đến. Bồ Tát này nghe danh hiệu chư Phật trong tất cả thế giới rất xa, đó là vô số thế giới vô lượng thế giới cho đến danh hiệu chư phật trong thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết bất khả thuyết cõi phật nghe danh hiệu chư phật rồi điền thấy thân mình ở chỗ chư phật đó các thế giới đó hoặc ngửa hoặc úp, đủ thứ hình tướng, các xứ sở đều khác nhau, vô biên vô ngại, đủ thứ cõi nước, đủ thứ thời kiếp, vô lượng công đức, đều khác biệt để tra nghiêm, các như lai đó xuất hiện ở trong đó, thị hiện thần biến, tán thán danh hiệu, vô lượng vô số, thải đều khác nhau. Bồ Tát này, khi nghe được danh hiệu của các như lai đó chẳng động chỗ của mình mà thấy thân mình ở chỗ các đức Phật đó, lễ bái tôn trọng, hầu hạ, cúng dường, hỏi pháp của Bồ Tát nhập vào trí huệ của Phật, đều thấu rõ thông đạt cõi nước chư Phật đạo tràng chúng hội và chỗ thuyết pháp đến nơi rốt giáo, không có chấp lấy. Như vậy trải qua số kiếp, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật, đến khắp mười phương mà không chỗ đến, đến các cõi thấy Phật nghe Pháp thỉnh đạo không lúc nào đoạn tuyệt, không xả bỏ, không nghỉ ngơi, không nhàm mỏi. Bồ Tát tu hạnh thành tựu đại nguyện đều khiến cho đầy đủ chưa từng thối chuyển, vì khiến cho chủng tánh như lai rộng lớn không đoạn tuyệt đó là trí thần thông trụ không thể tánh không động tác đến tất cả cõi Phật thứ sáu của Đại Bồ Tát. Phật tử Đại Bồ Tát dùng trí thông khéo phân biệt lời nói của tất cả chúng sinh, biết đủ thứ lời nói của chúng sinh trong các thế giới, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật đó là lời nói bậc thánh lời nói chẳng phải bậc thánh lời nói chư thiên lời nói của rồng lời nói dạ xoa càn thát bà atula, à tu la ca lâu la khẩn na la ma hầu la già người và chẳng phải người cho đến hết thảy lời nói của bất khả thuyết bất khả thuyết chúng sinh mỗi lời nói đều biểu thị đủ thứ sự khác biệt tất cả như vậy đều biết rõ